Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda Beezit 160 2023 ra mắt phiên bản mới tại Đông Nam Á có mức giá rẻ hơn cái chiếc LX 160. Honda Beezit 160 2023 hẹn sẽ là một cái dòng tay ga cây sốt thị trường trong đầu năm 2023 sắp tới, khi được hãng Honda cập nhật một phiên bản mới số chương trình ngoại hình bóng 7, chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho nhiều anh em phải chờ đợi về một cái dòng Beezit 160 2023 phải thất vọng khi tận một sở thị cái diện mạo mới của em ấy. Cái chiếc Beezit 160 2023 chính là một cái dòng tay ga vừa được phía Honda Indonesia cập nhật phiên bản mới để khuấy động thị trường xe máy trong cái đầu năm 2023 đang cận kề. Ở lần cập nhật này, họ đã bổ sung thêm cho cái chiếc Beezit 160 2023 hai phiên bản, đó chính là cách phong màu đỏ tươi cùng với cái gam màu là xanh nhám hết sức lôi cuốn và đầy hấp dẫn. Trong đó cái chiếc Beezit 160 2023 phố cái màu đỏ tươi lại đặc biệt được yêu thích nhiều nhất và quan tâm bởi cái nét đẹp sang chảnh sành điệu thời thượng, trông vô cùng tương đồng với những phiên bản màu sơn mới trên những dòng như SX 105i, SX 105i hay cái chiếc SX 305i 2023 vừa được ra mắt thị trường châu Âu. Còn với phiên bản Beezit 160 2023, phối gam màu xanh nhám thì toát lên được một cái chất là sang trọng thời thượng. Nét đẹp thanh lịch của nó đã được tôn lên một cách độc hoàn hảo bằng gam màu sắc trầm tính. Tuy nhiên, bố cục diện áo của cái chiếc Beezit 160 2023 phố cái gam màu xanh nhám thì vẫn không hề bị rơi vào cái tình trạng là đơn điệu khi được nhấn nhá bởi cái nhãn hiệu Beezit 160 xi vàng óng ánh. Honda Beezit 160 2023, cái phối màu xanh nhám nó còn đặc biệt ở cách phối màu đỏ tươi ở chỗ được Honda Indonesia trang bị một bộ mâm vàng đồng chứ không còn gam màu đen nhám nữa, một yếu tố giúp dàn chân trở nên nổi bật hơn, đồng thời tạo ra cái sự liên lạc với chi tiết nhãn hiệu xi vàng mà mình nói ở phía bên trên. Cái chiếc Beezit 160 2023, cái màu xanh nhám và đỏ tươi, dù là phiên bản mới vừa được cập nhật, tuy nhiên chúng vẫn được thừa hưởng từ những trang bị có sẵn từ lần ra mắt của năm 2021, như là màn hình LCD, chìa khóa smart key, cổng sạc USB, cốp sau dung tích lên tới 30 lít, cùng với hệ thống đèn lái diện LED, đèn hậu công nghệ đèn LED v.v. Cái chiếc Beezit 160 2023 đảm bảo an toàn người lái bằng hệ thống thắng đĩa dàn chân trước lẫn dàn chân sau. Sẽ có hai bản được bán song song là cái bản ABS và cái bản CBS, không có cái sự khác nhau về mặt hệ thống thắng. Khác biệt lớn nhất là phiên bản được bán những thị trường khác, khi phiên bản Beezit 160 2023 CBS sẽ được trang bị hệ thống thắng đĩa cho cả hai bánh. Cái chiếc Beezit 160 2023 phiên bản phanh ABS sẽ tích hợp công nghệ là ABS một kinh ở bánh trước, có khả năng nhận biết được nguy cơ trượt bánh để thay người lái nhấp nhả thắng trực tiếp, giảm rủi ro té ngã và tai nạn. Cái mẫu Honda Beezit 160 2023 mang cho mình cái có động cơ là XB cộng, dung tích 156,9cc, 4 van nạp xả, khả năng tạo ra cái công suất tối đa là 15,8 hp, đạt ứng ngưỡng tua máy là 8.500 vòng giờ phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 14,7 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 6.500 vòng giờ phút. Hiện thì cái chiếc Beezit 160 2023 cái phối màu xanh nhám và đỏ tươi đang được Honda Indonesia niêm yết với mức giá bán là 32.179.000 IDR, đó là tiền Việt tương đương khoảng 48 triệu đồng cho cái phiên bản CBS, trong khi phiên bản phanh ABS đắt một chút rơi vào khoảng 35.610.000 IDR, tương đương khoảng là 53.500.000 đồng. Nếu so với cái chiếc LX 160 2022 được bán chính hãng ở Việt Nam thì cái mẫu Beezit 160 2023 rõ ràng có mức giá đề xuất nó rẻ hơn nếu so với cái chiếc LX 160 được Honda niêm yết với mức giá dao động trong khoảng từ 56 đến 57 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.